Vâng, xin chào bác, chào anh em. Ngày 17 âm lịch các bạn, cuối ngày 17 âm lịch rồi. Vài ngày nữa là Tết thôi. Gần đây thì rất nhiều các bác anh em có gọi em hỏi về cái em bằng số AP980002 là mã hàng loại 1. Thực sự các bác thì là rất lâu rồi em phải đến khoảng thời gian rất dài em không làm cái mẫu này nữa rồi. Nhưng mà anh em có mấy bác gọi nhưng mà em không nhớ số điện thoại. Nói thật các bác luôn thì bác cũng dặn em là lấy về thì gọi cho bác ấy. Hơn 5 triệu hay là 5 triệu rưỡi cũng được. Bác ấy lấy một con này, bác thích những dòng này rồi bác ấy lấy về. Nhưng mà thực sự các bác thì em đã trí một chút là em không nhớ số điện thoại của khách. Vì nhu cầu anh em gọi ngày Tết rất là nhiều. Các bác gọi đến hỏi về mặt hàng cần tư vấn. Hay là các bác đặt hàng thì ngày gần Tết này. Cận Tết này các bác có nhu cầu rất là cao. Nên là em nghe từ đôi khi là quên một tí thôi là không thể nào tìm số điện thoại nữa. Không thể nhớ được. Em quay lên video này cho các bác anh em luôn nhé. Đầu tiên thì cái việc đấy là bên em hiện tại bảo bán đổ buôn những cái mẫu này thì em không có. Đấy, chia sẻ các bác không có, em không làm cái hàng này. Em không làm hàng này các bác nhá. Đây nó không phải hàng chính hãng. APK980002 nó mã nó không phải hàng chính hãng. Nó không có cái hàng chính hãng nào AP980 cả. Đấy, phải đính chính cho bác anh em cẩn thận nhé. Những cái hàng AP980 ở Tân Cường thì giá nó sẽ... các bác có thể thấy đôi khi anh em hay so sánh mà sao bên này con AP98 bên này mà nó lại rẻ hơn bên kia thế. Các bác phải xem, nhiều anh em bán hàng chính hãng các bác ạ. Người ta bán hàng chính hãng tất nhiên giá hàng chính hãng sẽ phải nhìn hơn và đảm bảo chất lượng hơn. Nhưng cái mẫu này thì em cam kết với bác hàng loại 1 luôn. Em đây em đi qua đại lý, em đi qua đại lý bên em thì em mới thấy bác có mấy con này. Em lấy em thấy bác cái gần Tết rồi, em thanh lý hộ luôn bác luôn ấy. Em lấy về thì cũng thứ nhất đấy là nhu cầu của có anh em gọi điện đến cho em bảo là lấy hộ con này là một mà em không nhớ số. Cái thứ hai thì là em cũng bán hộ đại lý luôn đấy, bác chỉ còn một vài con, em lấy hai con về em bán hộ bác. Hàng mới 100% bác nhé, hàng mới 100% luôn, nguyên thùng nguyên hộp. Đây, phụ kiện nó em quay cho các bác xem. Đây là hộp của nó này đấy. Khiển này, dây nguồn, dây kết nối máy tính. Con này chạy cùng phần mềm với hàng chính hãng luôn các bác nhé. Chạy cùng phần mềm hàng chính hãng luôn. Đây, này là dầu wifi chứ không phải là dầu bluetooth đâu. Các bác muốn kết nối wifi qua nắp cái dầu này vào. Con này thì em báo giá cụ thể luôn cho bác anh em ở trên phần tiêu đề ấy các bác. Em bán hộ cho đại lý thôi. Nhưng mà các bác yên tâm, em sẽ đã bán hộ, em đã quay lên video thì em sẽ đứng ra bảo hành cho bác anh em. Các yên tâm, hàng cam kết mới 100% luôn. Đấy, có bác nào mà mấy hôm trước vừa gọi em mà có đặt cái con này thì các bác liên hệ nhá. Giá không hơn, không đến thế đâu. Các bác không phải là lúc bác dặn hơn 5 triệu gì là em cứ lấy về là em để cho bác ra đấy. Các bác yên tâm. Đến với bên em thì có nào, đây là em thanh lý hộ đại lý. Có thể là các bác cái lúc mà nhập vào nó cũng ra giá nhỉnh hơn một chút xíu thì em thanh lý hộ bác ấy luôn thôi. Đấy, bán giúp bác ấy, chứ không phải thanh lý hộ. Hàng của bác vẫn đang bán. Cái này em về thì có anh em có nhu cầu thì em lấy lên đây quay cho bác anh em nhé. Quay về đây, mặt màn hình của nó đây các bác. Đấy, nó có màn hình rất là lớn, có điều khiển. Con này chỉnh rất là hay các bác. Quay mặt phía sau. Mặt phía sau cho bác. Đó. Đây là cái chỗ cắm dầu wifi. Đây các cổng đầu ra. Đấy, cổng cắt súp này, cổng center này. Và hai cổng ra nhạc đây. Có cổng quang các bác nhé. Có cổng quang chứ không có bluetooth bác nhé. Những hàng cao là không vừa bluetooth đâu. Đấy, hàng mới 100% luôn. Quay một đoạn video ngắn lên mà để các bác nào có nhu cầu thì các bác liên hệ trực tiếp thôi. Số điện thoại của bên em thì trên phần tiêu đề rồi, các phần mô tả đều có hết. Giá thì em để trực tiếp phần tiêu đề cho bác anh em rồi. Đấy. Anh em có nhu cầu chơi những hàng này thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với bên em nhá. Giá thành thì cực kỳ hợp lý. Chất lượng thì nếu các bác hỏi rất nhiều các hãng làm những con như này nhá. Đấy, làm con như con AP980 này xong rồi in hàng chính hãng vào bán giá cao hơn rất nhiều, đúng không ạ? Ở đây nhưng mà đây thì nó không theo một cái chính xác ra thì nó là hàng loại 1 thôi. Đấy, nên các bác nào có nhu cầu về em này các bác liên hệ trực tiếp với bên em nhé. Đấy, có hai em. Rồi, một đoạn video ngắn đấy thôi. Các bác nào đang xem video thì nhớ cho em xin một like, đăng ký kênh. Xin mời các bác, xin mời anh em.